Vũ mến chào các bạn nha. Đó, hôm nay là hai anh em đi quay máy cày. Đó, đó là nhà bạn Nhã nha, cuộc sống Tây Ninh. Thì nói chung ra thì hai anh em ngày nào cũng đi suốt vậy đó. Còn lúc mà kẹt công chuyện quá thì mới nghỉ các bạn. Đó, đây là con MF240. Con 240 này thì đây là một chiếc thứ hai mà mình quay trên kênh Thiền Vũ TV của mình nha các bạn. Con trước thì mình quay của tên của Tiến, của em Tiến trên cày xiên đang cuốn đậu trên Trung Quýt nha. Còn đây là ở cầu nổi Thanh Điền. Đây là chiếc này, là anh này là em của anh Tược, chạy chiếc MF165 mà chở lúa đi chạy qua ao sen đó các bạn. Chiếc này thì hai cầu là nhìn thấy rất là mạnh mẽ nè. Chiếc này là động cơ Benkin 2.5 lít ba máy nha các bạn. Nó là piston 91. Nó là 411 HP. Xác con này thì nó nằm khoảng 2 tấn. 2 tấn lẻ mấy gì đó. Xe này thì mua cũng được 3-4 năm vậy các bạn. Chiếc xe hồi đó mua là nó là tầm giá khoảng 170 á. Còn cái thùng này là cái thời đó nó khoảng 110 mấy á. Còn giờ thì rẻ, giờ còn có 100 mấy à. Rôm nó dày quá, nó khó cuốn các bạn ơi. Dày quá dày luôn. Cái về nha.
rất bụi luôn. Ba máy. Hết rất bụi luôn. Bị gió quặn nè các bạn ơi, gió quặn là đi không gần, không đi gần mấy cài được, bụi dữ lắm. Và thấy rơm, hết cái rơm luôn. Dày quá khó cuốn à. Tính ra gốc gà dày quá, cuốn lâu các bạn, cũng khó ăn quá. Cái chỗ ơi, dắt cái cây gương chiếu hậu lên này còn rất đẹp luôn. Cái bát đó các bạn, cái bát còn rất đẹp luôn nè. Nãy giờ mà giờ chạy được có 20 mấy cuộn các bạn, là khoảng gần 20 phút rồi đó. Cái gom này nó cao quá khó chạy ha. Tốc độ lên rồi.
40 kia và con 40 này các bạn. Hai con này là được ship vào hàng là coi như là đẹp luôn rồi, chứ không phải là đẹp hay vừa vừa nữa. Cái con này con nào cũng đẹp á, từ nước sơn cho tới lốc máy luôn các bạn. Gỗ riêng này mua hồi mua tới giờ luôn nè, mua xài tới giờ chưa hư. Mà rơm dễ cuốn là cuốn nó dài xong lâu rồi. Rơm nhiều quá thì cuốn nó mau đầy cuộn, nhưng mà chạy phải canh dữ lắm. Mấy tài xế mới cài cuốn rơm ha, chạy mấy cái đất mà cài xới mà đốt cho các bạn. Bụi thấy tội tài xế lắm, bụi kinh khủng lắm. Mà lần có chú ổng chạy xới cài cái đám đất đốt á, mặt mày đen thui luôn, cho không. Giờ quanh chân quanh lên quanh xuống còn hai lối, đó là xong cái đám nhỏ nè. Đám nhỏ thì chừng có mấy các bạn. Anh không làm cái miếng gì nó che ở dưới giống như mấy người kia vậy đó, cái đã cuốn rơm lên cái cạc tăng á. Cái rơm này đã nó cao quá. Nó cao quá không? Cái nó tối đè lại chứ rồi, đè rơm chứ rồi. Rơm đó ngắn quá. Miếng này là hơi dài. Dạ. Có nhiều anh nó làm ra khúc vậy nè. Dài quá, sợ lắm. Tại xe này về không còn đi kéo nữa. Đi kéo hả? Dạ, xe này còn đi kéo nữa các bạn, chứ không phải đi cuốn rơm không. Quần cho hết ba cái rơm nằm ở dưới nè. Cái miếng che nó ngắn quá nên vợ dưới cạc đăng nhiều. Rồi bây giờ mình cũng kết thúc video này luôn nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Để với các bạn comment đó, comment bên dưới góp ý cho cái video mình làm càng ngày càng hoàn thiện hơn nha các bạn. Rồi bye bye các bạn nha.